Xin chào tất cả mọi người, mình là TVT. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu lên cho cái chiếc xe này phần cuối cùng. Bây giờ chữ tất của cô gái này mình sẽ màu vàng nha. Quần màu vàng. Nghe sợ chưa? Đấy, chiếc xe nó rất là đẹp không mọi người? Mọi người thấy đi shopping này, mua hàng, bán đồ rất là nhiều. Rồi làm rất là nhiều thứ với chiếc xe này, nhưng nó rất là rẻ. Chắc tầm 5-60 chai thôi. Đơn giản thôi mà. Các bạn muốn thì có thể liên hệ mình mua nha. Số điện thoại 0000555566666. Đấy, số điện thoại siêu siêu khủng. Giá phải mấy trăm tỷ đồng mới có được cho mọi người. Mình là người giàu mà. Mình nói thế thôi. Tiếp tục. Tô màu nào bắt đầu. Tô. Mọi người cứ nói chuyện hồi nhưng con chó nó sủa vào nó cắn mình ạ. À. Con này cho uống thức đỡ dài chứ bất dài thôi. Bất cho đêm nó. Tiếp tục vẽ thôi. Tô thôi này. Từ tốn mà nhẹ nhàng. Người ta sẽ thích mình hơn. Đấy, hợp lý ngay. Xong xuôi, mọi việc sẽ xong xuôi đấy. Tô từng ôm mọi người hơi mất thời gian xuống nhưng mà đẹp. Tiếp tục. Tiếp tục này. Round đấy. Khá là đẹp rồi nghe. Ai trong đời chẳng có gì, nói tôi rồi lại nói lui. Nói hết chuyến xong xuôi, ta lại nói lần nữa. Cố gắng để họ biết, 1+1 thì lại bằng 2. Tô mau cho nó đẹp mọi người này. Thực ra mình hát không hay nhưng mà ai cũng khen mình hát hay mình ạ. Trời ơi, thật là ngại quá đi thôi. Nên mình sẽ hát tiếp một bài nữa. Bài Sofa của Bình Di. Bạn thấy tôi bạn, bạn thấy em thấy tôi bên này. Cái cùng say xong một chút 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 vài. Em đang nghe câu nói không quan tâm em đúng sai. Một khi đã trao trái tim nó cho anh, em yêu cùng đến không biết cách dừng lại. Đừng nghe trái tim nói, đừng nghe trái tim bước lại đưa em lên với những nỗi đau. Vì ta chưa hề đậm sâu, no. Không thể bên lâu. Đừng khóc ướt mi hết, đừng ngốc nghếch như thế. Tình yêu anh không có đâu. À, gì mà? Chưa gì? Nó còn mốc cơ. Đau gì nó mốc mà. Mình còn nãy giờ mình có nói gì mà tao nói chuyện mốc mốc mẹ nó chịu không sáng mốc đó. Đau à? Đau. À đau mà cứu tôi. Con chó nó cắn tôi này dữ đó mọi người ơi, chúng rồi. Cứ vẽ tô nó đẹp. Chưa ai có thể vẽ đẹp như thế này. Tô từng tí để cho nó đẹp hơn. Đấy, easy. Tiếp tục nha mọi người ơi. Tiếp tục nha mọi người ơi. Bạn thêm tôi thêm bao vây này. Cài để say sống ưu xuân trên vai. Cảm nhận những câu nói khác tin anh. Không muốn tâm em đứng sai. Một khi đạo trao cho kim nó cho ai. Em mới cùng đến không biết cách dừng lại. Đừng nghe trái tim nói, đừng trái tim bước để đi bên những nỗi đau. Đó, được rồi. Tiếp tục. Đấy, chúng ta có vẽ thôi mọi người. Đó, tô màu vẽ vời thế. Easy. Đẹp đến mức không thể nào mà tuyết như tại được.
Đấy, nhìn nó phân hóa rất rõ ràng từng bậc, từng cung bậc cảm xúc mình. Đấy, trên này nổi màu cam cam nha. Cam màu này, màu này à, tay cầm được chưa? Chơi quên, quên chơi tô tay cầm. Tiếp tô tay cầm này. Ok. Đẹp ngay. Đẹp phần này. Vì ta chưa hề đậm sâu nào 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 nào. Còn một bên lâu 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 lâu. Mình nhắc rất đi hết rất rất rất. Lại đưa em đến với những nỗi đau. Đứng sau trong anh, sâu nhất trong anh nơi anh chẳng để ai đến. Có lúc em đã từng qua, đấy, nhẹ nhàng thôi. Đơn giản cái đang giỡn thôi nè mọi người. Mọi người cho biết thì anh đã đừng đó là bản tình ca anh không nghe cho người hát. Nhưng không, anh chỉ có đơn câu, đôi câu, thơ, thanh xuân, nước mắt, nỗi đau. Mơ mây buồn trôi theo như cơn gió. Bởi vì em không trông mong chi nơi đó. Đấy, tô màu nhìn thấy có thấy không ạ? Thói quen của mình rồi là làm việc chăm chỉ. Tô tiếp tục. Tiếp tục cứ làm việc, làm liền. Nơi sâu trong anh, sâu nhất trong anh nơi anh chẳng thể ai đi. Cái lúc em đã từng qua đây. Đấy, trời ơi, đẹp. So beautiful. Beautiful ca. Lập nực quá. Tô như cái ca. Mọi người có thể cảm giác được một phần tập rất đẹp rồi đúng không? Đấy, đơn giản thôi mà. Gì khó khăn hết. Người sống trong anh, sống nhất trong anh nơi anh chẳng để ai đến. Đây, tôi coi lại cái tí. Này bị lệch. Lệch sóng. Lệch sóng. Ok, cái như thế là được. Được, à, nhầm nhầm. Oh my god. Sorry. Đấy, tôi hết một này một khác nha. Đứng sâu trong anh, sâu nhất trong anh nơi anh chẳng để ai đến. À, rồi mọi người cho mình lại nhận xét. Để tấm này. Nhận xét thứ nha mọi người. Like và subscribe cho mình, ok. Zero nè. Zero nè. Ok. Xong rồi. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you. Đã xong, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.